đó. Thế thì nếu như trường hợp người ta nào mà mặt bị lệch nhiều hơn thì người ta nếu mà mặt bị lệch nhiều hơn thì người ta sẽ phải xác định là tăng thêm khoảng 5 buổi hay đến 10 buổi gì đó. Và Vân chỉ nói là những người bị khớp cắn ngược ấy thì mới là bị lâu nhất. Khớp cắn ngược và lại còn lệch sang một bên như thế này nữa thì lâu, lâu hơn nhiều. Đấy, nhưng mà có thể có những người đấy người ta đi niềng răng còn chả niềng được cơ, nhưng mà thập thông liệu pháp cũng giải quyết cho được khá nhiều ấy. Đấy, thế còn đâu nhiều các cái nơi khác, nhiều các cái điểm khác mà người ta làm có thể hàng trăm triệu một khuôn mặt, hay là làm hàng mấy trăm triệu một cái khuôn mặt ấy, thì Vân thấy rằng đấy là thực sự soi ruột tiền cho mọi người quá. Đấy, thực sự như thế. Mà Vân nghĩ là cuộc sống thì mọi người cũng chỉ ăn đến ngày ba bữa đấy, rồi chỗ ở có cần nhiều đâu. Thế nhưng mà làm sao mang được cái nhiều cái niềm vui hạnh phúc đến với mọi người ấy. Và đến với thập thông liệu pháp thì họ không những là vừa được xinh đẹp mà lại còn được mạnh khỏe nữa, thì ai cũng hơn hớn. Và người ta khi bỏ ra cái đồng tiền để người ta làm